Xin chào tất cả mọi người nhá. Và hiện tại thì Duy đang có mặt tại gian hàng của BMW. Sau lưng Duy như các bạn đang thấy ấy, đó chính là thế hệ 3 series hoàn toàn mới. Và cái điều mà Duy muốn nhắc tới đó chính là ở thị trường Thái Lan thì sẽ được phân phối hai phiên bản chính thức là 320D và 330i M Sport. Như các bạn đang thấy ở đây chính là chiếc 330i M Sport. Và ở Thái Lan ấy thì cái mức giá của chiếc 3 series này cũng không hề dễ chịu một chút nào đâu ạ. Đối với phiên bản 330i M Sport thì sẽ có cái giá bán là 2 tỷ 459 triệu đồng. Còn phiên bản 320D Sport, quý vị và bạn, là 320D Sport là 2 tỷ 166 triệu đồng. Vâng, những cái mức giá công nhận là chúng ta sẽ cảm thấy không dễ chịu. Chắc chắn là khi về thị trường Việt Nam thì sẽ có những cái điều chỉnh. Và nếu như các bạn sở hữu một mẫu xe full option với cái gói M Sport như phiên bản mà các bạn đang thấy ở đây thì chúng ta sẽ có những cái mức giá khá ngợp đấy ạ. Và Duy sẽ nói ngay về cái thiết kế ở cái phần phía trước của mẫu 3 series mới này cho các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái phần lưới tản nhiệt phía trước của BMW vẫn là những cái đường nét thiết kế quen thuộc, vẫn là cái kiểu thiết kế khá là ấn tượng. Và hiện tại thời điểm này thì cái phần lưới tản nhiệt phía trước đặc trưng của BMW đã được thiết kế bè ngang sang hai bên nhiều hơn đó, và được làm kín với cái công nghệ đóng mở theo cái nhiệt độ của động cơ để giúp cho động cơ có thể đạt được cái hiệu suất tốt nhất khi mà chúng ta vận hành. Ở phía dưới chúng ta sẽ có ba đợt sốc với cái lưới tản nhiệt dạng tổ ong này, các bạn có thể thấy này. Rồi hai bên là đèn sương mù ở phía dưới dạng LED. Chúng ta sẽ có xem nào. Chúng ta sẽ có 4 cảm biến phía trước. Rồi, bây giờ thì mời các bạn sẽ ngắm tiếp vào cái cụm đèn pha full LED này đi. Cái cụm đèn pha full LED này thì có tới mỗi một bên đèn sẽ có tới 3 cái đèn LED định vị ban ngày, một cái giải LED ở bên trên và hai cái đèn giải ở phía dưới. Cái phía dưới này thì Duy liên tưởng tới cái dấu phẩy của Nike ấy. Đó, chúng ta sẽ có hai cái beam LED và ở đây là chúng ta sẽ có cả đèn mở góc chiếu này, đèn mở góc lái đây, và đều được trang bị bóng cầu thủy tinh hết. Và đương nhiên là với cái hệ thống đèn pha full LED của BMW thì chúng ta cũng vẫn sẽ có cái hệ thống đèn thông minh đi kèm liếc theo góc lái đấy ạ. Rồi, với cái thiết kế, cái ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn được lột xác mới này thì BMW 3 series phiên bản M Sport đang có ở đây phải nói là quá chất. Vành cũng là vành M Sport kìa, vành M Sport, cùng phanh màu xanh, rồi đĩa phanh cũng khá là to. Và mẫu la răng này thì chúng ta sẽ có cái kích thước là 18 inch. Lốp thì sử dụng lốp Michelin. Nó đẹp quá đi, ngồi ngắm mà phê. Rồi, ngay đến cái phần gương đây, các bạn cũng có thể thấy này. Đó, phần gương cũng vậy, thiết kế khá đẹp. Có một cái điểm mà gây cho Duy có một cái sự ấn tượng rất là mạnh, đó chính là cái phần viền cửa kính ở đây. Phần viền cửa kính ở đây thay vì cái việc là ốp những đường nẹp mực chrome ấy, thì BMW lại lựa chọn cho 3 series, đặc cụ thể là cái phiên bản 330i này, một cái đường viền màu sơn đen, làm cho cái phần khung cửa nó có một cái sự liền mạch ở cái phần thân xe ấy, giúp cho cái xe nó nhìn có cái phần tăng được cái tính thể thao của xe lên nhiều hơn nữa. Rồi, chúng ta sẽ xuống cái phần đuôi xe đi ạ. Phần đuôi xe thì cái cụm đèn hậu cũng được làm mảnh hơn, sắc hơn. Và nó có được cả cái... Đây, các bạn có thấy này, đây là một cái đường vuốt khí động học đấy nhá. Cái gân ở đây này, nối vào đây này, sau đó vuốt theo cái đường này, đó, vẩy ra đằng sau. Đó, ngay đến cái đèn này cũng được thiết kế khí động học hơn, khá ấn tượng đấy. Rồi, chúng ta sẽ nhìn trực diện cái phần đuôi xe này đi. Ống xả kép hai bên với cái chụp ống là chrome sáng bóng luôn.
Cái ba lạp xốp phía dưới các bạn có thể thấy là hai bên cũng được khoét hai cái khe gió giả giúp cho chúng ta nhìn từ đuôi xe này này. Đó. Các bạn thấy không? Nhìn nó thể thao hơn hẳn luôn. Nếu mà so với cả cái thế hệ tiền nhiệm trước đây ấy, thì thế hệ mới này ăn đứt về tất cả mọi thứ, từ vấn đề thiết kế ở bên ngoài cho tới những công nghệ được trang bị ở bên trong. Rồi, chúng ta sẽ cùng đó, cốp cũng là cốp điện luôn. Nói chung là nếu mà để nói về BMW thì khi mà so sánh với cả những cái mẫu xe trong phân khúc hạng C, đặc biệt là những mẫu xe đến từ Nhật ấy, thì cái phần không gian để đồ này, những cái mẫu xe như là của Đức thì rất là khó lòng mà có thể thắng được trong cái vấn đề kích thước ở cái khoang chứa đồ ở phía sau này. Những mẫu xe Nhật thì luôn luôn cho chúng ta những cái trải nghiệm thực dụng về cái vấn đề chở đồ cũng như là di chuyển hàng ngày. Còn những cái mẫu xe của Đức này, đặc biệt là BMW ấy, thì họ thiên về cái thiên hướng thể thao và cái cảm giác chạy hơn. Họ chiều chuộng những cái người cầm lái nhiều hơn là những cái người ngồi trên xe. Bởi vì ngay cái việc ngồi trên xe, những cái người ngồi ghế thứ hai nó cũng sẽ có những cảm nhận rất là cứng. Nó không có cái độ êm như là những cái mẫu xe đến từ Nhật đâu. Luôn luôn là như vậy. Tiện đây thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút. Khi mà chưa vào đến bên trong nội thất thì chúng ta sẽ chia sẻ về cái động cơ đi. Xe như ở thị trường Thái Lan này được cung cấp với hai cái phiên bản mà Duy đã nói là 320D thì sẽ sử dụng cái động cơ tăng áp kép Twin Power Turbo dung tích 2.0 lít, sử dụng nhiên liệu là dầu. Sản sinh công suất là 187 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 400 Nm. Và xe thì có thể có cái khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,7 giây. Trong khi đó thì cái phiên bản mà quý vị đang nhìn thấy ở đây là 330i sẽ sử dụng động cơ xăng có sức mạnh lên tới 255 mã lực. Vâng, mô men xoắn là 400 Nm và có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5,8 giây. Nếu mà so sánh trực tiếp với cả cái thế hệ tiền nhiệm ấy, thì chiếc BMW mới này, 3 series mới này có cái thông số dài hơn phiên bản thế hệ trước đây là 89mm, rộng hơn 16mm, nhưng mà lại chỉ cao hơn 1mm mà thôi. Cái chiều dài cơ sở của mẫu xe mới này thì cũng được tăng thêm 41mm, đạt cái con số là 2851mm, lớn nhất ở trong phân khúc luôn. Và với cái thông số đó thì hứa hẹn rằng chúng ta sẽ có một khoang cabin dễ chịu hơn khá nhiều so với cả chiếc BMW 3 series thế hệ tiền nhiệm. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe này đi ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái phần cánh cửa này đi. Phần cánh cửa này thì cũng vẫn được phối với hai cái chất liệu ở bên trên là nhựa mềm, còn phía dưới là da. Rồi cái phần tay nắm cửa này cũng được làm khá thể thao cùng với cái đường viền chrome ở đây. Loa thì được trang bị loa Harman Kardon. Ở thị trường Thái Lan thì như Duy thấy thì đa phần tất cả các cái mẫu xe của BMW đều sử dụng cái gói M Sport để trang bị cho xe, gần như là full luôn đấy. Những người sử dụng BIM ở Thái Lan họ đều có rất là chất đấy. Nó này, các bạn có thể vào khoang cabin một cái là chúng ta sẽ ấn tượng ngay với cái màn hình cỡ lớn ở chính giữa bảng điều khiển trung tâm. Màn hình rất là sắc nét. Đó, các bạn có thấy này, cái giao diện của BMW mới thì cũng không có quá nhiều thay đổi với cái giao diện trước. Và các bạn cũng đã biết đấy, thì như ở cái video mà cái ngày mà BMW ra mắt mẫu 3 series này thì Duy cũng có làm một cái video gửi tới quý các bạn đấy, là những cái tính năng mới, tính năng hot, tính năng rất là thông minh ở trên cái mẫu 3 series mới này. Thì các bạn có thể truy cập vào cái link mà Duy để ở phía bên dưới để các bạn cùng xem cụ thể hơn về cái công nghệ của cái chiếc xe này. Tiện đây thì thời gian không cho phép nên Duy cũng khó để lòng mà chia sẻ được. Đó, cái màn hình ở chính giữa này như thế này nhá. Chúng ta còn có một cái màn hình ở phía sau vô lăng cũng vậy luôn, cũng là màn hình cỡ lớn với những cái hiển thị màu đỏ. Và chúng ta có thể chuyển những cái hiển thị này thông qua các cái chế độ lái. Xe thì có trang bị Sport này, Comfort và Eco Pro. Đó. Đó, các bạn thấy không ạ? Đấy, các cái màu được chuyển đổi. Đó. Đây, các bạn sẽ có thể nhìn rõ hơn ở đây nhé. Và Duy sẽ nói tiếp một chút xíu về cái bảng điều khiển trung tâm này đi. Cái phần bảng táp lô này thì được thiết kế khá là đơn giản này. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có là nhựa mềm chứ không phải là da, phối với cả một cái đường
lai chạy từ cửa điều hòa sang tới gần sát phần vô lăng ở đây. Và cái đường lai này còn được điểm xuyết bởi cái họa tiết dạng vẩy cá rất là đẹp mắt, nhìn nó rất là ấn tượng. Ở phía dưới này cũng vậy, cái vẩy cá này thì trông nó sẽ giống với cả những cái vẩy cái con cá đồ họa hơn. Nó khiến cho chúng ta cái sự nó có cái gì đó nó mạnh mẽ, nó ấn tượng và nó rất là nam tính. Nào các bạn thấy này, ngay đến cái cần số này này, cái cần số của BMW ấy là một trong những cần số mà Duy luôn ấn tượng nhất từ khi mà bắt đầu biết tìm hiểu về những mẫu xe đến khi chạy những cái mẫu của BMW này cũng vậy. Nó luôn luôn cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm vô cùng tốt, và cái cách mà cần số này hoạt động cũng vậy, nó rất là mượt mà. Đây, đây là một anh bạn này chắc là phải cao mét khoảng trên mét 8 là ít đó, ngồi trên mẫu BMW 3 series. Phần đầu gối này, phần chân, phần tay đó, các bạn có thể thấy không? Nói chung là 3 series mới này ấy, thì đã có được cái khoang nó dễ chịu hơn so với cả cái thế hệ tiền nhiệm trước đây. Thế hệ tiền nhiệm trước đây mà những anh như thế này vào ngồi là sẽ hơi bị kích đầu gối, đây là chật này. Cao, chân dài, miên man luôn. Rồi, ở giữa này thì bệ thì tay chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều thứ để chúng ta chia sẻ. Chỉ có cổng sạc nhưng mà đã được chuyển thành USB Type-C rồi. Bây giờ sẽ là cái cảm nhận ngồi ở hàng ghế thứ hai của anh ấy. Chúng ta có thể nhìn thấy không? Đó. Nói chung là không gian ổn hơn khá nhiều so với cả thế hệ trước rồi các bạn ạ. Đây, Duy sẽ tiến vào đây để... Đấy, như cái vị trí ngồi bên trên của Duy thì khá là thoải mái rồi. Duy cao 1m75. Thì ở phía dưới này Duy cũng sẽ còn cỡ khoảng gần 20 phân từ cái khoảng đầu gối tới cái lưng hàng ghế thứ trước. Còn với anh bạn chân dài vừa rồi thì bên đây chúng ta sẽ có cái vị trí ngồi như thế nào. Duy sẽ chuyển sang bên đây. Anh bạn có thể thấy Duy sẽ còn cỡ khoảng chục phân nữa mới tới cái lưng của hàng ghế này cơ. Cái đèn viền nội thất ở bên trong xe thì chúng ta cũng sẽ có thể thay đổi được, nhưng mà sẽ không thể nào mà so sánh trực tiếp với cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz được. Với cái đường đèn viền nội thất ambient light có thể pha tới 64 màu thì đúng là nếu mà ai đó trong chúng ta mà thích cái cảm giác sang trọng cũng như là cái việc trải nghiệm những cái không gian mang lại cho chúng ta nhiều cảm hứng về mặt thị giác thì chắc chắn Mercedes-Benz C-Class sẽ là những cái mẫu xe để lại cho chúng ta cái ấn tượng nhiều hơn. Còn ai mà thích cảm giác lái, thích cái cảm giác thể thao, thích cảm giác chạy một cái mẫu xe thì không thể nào bỏ qua được BMW. Chính xác là như vậy. Loa Harman Kardon. Rồi, phần lưng ghế của BMW thì cũng vẫn sẽ là cái cảm giác ngồi như là thế hệ tiền nhiệm thôi, cũng không có cái sự khác biệt.